Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu cái mẫu combo loa gia đình. Ngày hôm nay thì em giới thiệu cho tất cả các bác là một đôi bát 25 Martin và một combo 30LG hàng chính hãng công ty. Cái cấu hình ngày hôm nay, nếu mà cái combo này mà lên thùng thì dựng loa tiếng cực kỳ là tuyệt vời. Cái cấu hình bát 30 của LG là hàng chính hãng của công ty. Và test của nó cũng là chính hãng của LG. Đấy, thì ngày hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một combo LG336 côn dây nhôm dẹt xịn. Các bác dựng mẫu này tiếng của nó rất hay. Và một đôi bát 25 Martin gân vải để cho anh em thay cấu hình loa full, cấu hình loa lầm lấy tiếng ca. Ngày hôm nay thì là một đôi bát 25 Martin từ 170 côn 63, xương nhôm gang đúc này, màng ở đằng sau sân này, gân vải tẩm dầu hai gân, nhưng nhìn nó như 4 gân. Con này ca cực kỳ hay luôn, ca rất sáng. Từ 170 và côn 63, bát 25 Martin. Từ 170 và côn 63, và con này của nó có giá là một đôi của nó là 1,3 triệu, được bao ship con nhá. Bát 25 Martin. Còn đây là đôi phân tần, khi các bác sử dụng loa 25, ví dụ như các bác sử dụng loa full đôi, hoặc là 30 full đôi, 40 full đôi mà đánh tép kèn 450, thì mình có thể sử dụng bộ phân tần của mã là BA95. Đường in là đường vàng, đường bát của nó đây thì nó sẽ có hai đường dương, hai đường âm. Đường chép của nó đây. Đấy, con này có bóng cầu chì. Phân tần BA95 này thì em có giao thợ rất là nhiều, các bác có nhu cầu liên hệ với cái đôi này của nó là 500.000. Còn đâu các bác nào mà lấy số lượng 10 20 cặp thì giá cực kỳ tốt, giá hầu như là các bác nhập tại xưởng Trung Quốc luôn. Đấy. Và khi các bác chơi với các cái cấu hình như là loa gia đình, mà ví dụ như các bác là dựng mới nó một này, thứ hai là các bác có một đôi loa hoặc là một đôi vỏ mà ai cho, hoặc là các cấu hình mà vỏ vẫn còn ngon, thì mình có nhu cầu thay một cấu hình cao cấp. Còn cấu hình này mà em dựng loa thì hay tuyệt cú mèo luôn. Màng xếp đi lượng sóng, gân vải tẩm dầu là 3 gân. Bát của nó là chính hãng công ty NG, từ 190-76, 300W nhân trực kháng 8 ohm. Mình phải đánh đẩy từ 600W đổ lên mới đánh được đôi loa này. Model 12WF336. Cùng dòng con này có cả model 12WF335 made in China, từ 190-76, côn dây nhôm dẹt. Các bác nhìn các cái màng đó này, có những cái loại màng nào mà nó sần sùi cục cục như này chưa? Đấy, màng của LG, màng của nó cực kỳ tuyệt vời, màng của nó rất là khô. Đấy, màng của nó rất là khô và có các cái cục cục ở đây nó rất là cứng, để cho đánh công suất lớn nó tốt, nó không bị bể màng. Gân vải tẩm dầu 3 gân và chặn nhún màu vàng, kẹp lỗ, kẹp tê bích dày. Nếu như các cái loại màng mà không được tạo các cái cục hoặc là màng mỏng ấy, thì đánh công suất thì thứ nhất là cái củ bát có thể nó sẽ bích của nó sẽ mỏng đi, để đánh nó không bị bể màng. Còn đâu ví dụ như con nào mà với cái khối lượng từ và bích to dày như này ấy, thì là nó lại phải sản xuất một cái màng hàng cao cấp. Thế đi kèm theo cái loa cao cấp thì nó phải tất cả nó đều cao cấp thì nó mới hay được và nó mới khỏe được. Và cái đôi bát 30NG336 này thì dắt loa full thì tiếng ca rất hay. Và con này là côn dây nhôm dẹt, còn đây là tép của nó là chính hãng công ty NG, model HG12095. Các bác lưu ý nhá, bát tép chính hãng công ty. Đấy, tép từ 120-450. Và phân tần của nó là phân tần BN2. Đường bát của nó, đường chép của nó đây, đường bát đây, thì âm dương nó đã có lỗ sẵn rồi. Còn đường in là đường vàng, chạy hai chở bằng nhôm và có bóng cầu chì để chống cháy. Các bác lưu ý chở bằng nhôm nhé, chứ không phải chở sứ ạ. Chở sứ dễ rẻ hơn. Và cái bộ combo này của nó là bát, tép, phân tần là 4,3 triệu. Combo này được bao ship, riêng cái đôi bát của nó là 2,950. Đấy, còn không, tất cả các cái sản phẩm một combo chọn gói này thì em ship cho khách hàng là 4,3 triệu. Là combo này được bao ship toàn quốc và nhận hàng được kiểm tra thanh toán. Đây là combo chính hãng công ty, tiếng nó rất hay. Còn đâu các cái combo 30 mà giá rẻ thì nó chỉ rơi vào tầm 3,1 triệu thôi, là từ 190 đấy, cũng tép kèn 450. Còn đâu nếu mà từ 170 thì nó rơi vào tầm hơn 2 triệu thôi. Thì các bác có nhu cầu với cái mức giá nó khác nhau thì hãy liên hệ cho em. Với combo cao cấp hàng chính hãng công ty thì dùng yên tâm và hay và bền. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào hẹn các bác trong clip mới nhất nha.